Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Chọn biểu tượng du lịch tỉnh Hưng Yên. Người khiếm thị gặp khó khăn trong mùa dịch Covid-19. Cần nhanh chóng hỗ trợ người nghèo ảnh hưởng bởi Covid-19. Quảng Ninh điều chỉnh các giao dịch giải quyết thủ tục hành chính. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn đóng góp một phần sức lực cùng cả nước phòng chống dịch bệnh COVID-19, thầy cô giáo trường trung học cơ sở Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên đã tự tay làm hơn 1.000 chiếc mũ chắn giọt bắn tặng cho lực lượng làm công tác phòng chống dịch COVID-19. Tính đến nay, trường đã tặng 1.000 chiếc cho Trung tâm Y tế huyện Kim Động, Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và một số chốt kiểm dịch trên địa bàn huyện Kim Động. Hiện tại các thầy các cô đang tiếp tục hoàn thiện khoảng 500 chiếc để tặng cho Bệnh viện Đa khoa và Bệnh viện Phổi Hưng Yên. Được biết, bình quân nguyên liệu mỗi chiếc mũ là hơn 5.000 đồng, tổng chi phí của 1.500 chiếc là trên 7.500.000 đồng. Số tiền đó hoàn toàn do thầy cô trong trường tự nguyện đóng góp. Tập thể cán bộ giáo viên nhân viên trường học cơ sở Đức Hợp của chúng tôi cũng muốn là gửi gắm tới những người chiến sĩ ở đầu trận tuyến, đó là các y bác sĩ cũng như là các lực lượng vũ trang, với mong muốn là họ có thêm sức mạnh để chiến thắng cái dịch bệnh COVID-19 ạ. Sau nhiều tháng phát động và chấm thi, ngày 1 tháng 4 vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 914 về việc chọn biểu tượng logo và khẩu hiệu slogan du lịch Hưng Yên. Theo đó, biểu tượng của tác giả Nguyễn Quang Xuân Vinh đến từ thành phố Cần Thơ và khẩu hiệu Nét duyên hồn Việt của tác giả Phạm Tam, địa chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh, đã được hội đồng chấm thi và Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng ý lựa chọn làm logo và slogan của du lịch Hưng Yên trong thời gian tới, nhằm góp phần quảng bá giới thiệu về tỉnh Hưng Yên tới đông đảo du khách trong và ngoài nước. Biểu tượng mới đã khái quát được những thế mạnh nổi trội của du lịch Hưng Yên, trong khi đó khẩu hiệu Nét duyên hồn Việt gợi mở du khách đến khám phá cái hay cái đẹp của mảnh đất và con người xứ Nhãn. Thực hiện kế hoạch số 52 ngày 7 tháng 4 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, đến nay các địa phương trong tỉnh ra soát lại hiệu quả hoạt động của các chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh và cho dừng hoạt động các chốt không cần thiết. Toàn tỉnh hiện còn 994 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19, giảm 385 chốt so với trước ngày 7 tháng 4. Trong đó có 13 chốt cấp tỉnh đặt trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, 981 chốt kiểm soát cấp huyện, xã. Tất cả các chốt ở 3 cấp tỉnh, huyện, xã đều được đặt tại các điểm đầu đường ngang trên quốc lộ, tỉnh lộ và những vị trí ở khu vực giáp ranh giữa tỉnh Hưng Yên với các tỉnh, thành phố lân cận, các tuyến đường liên huyện, tuyến đường liên xã, liên thôn và khu phố. Lực lượng làm nhiệm vụ tại những chốt này thường trực 24/24 giờ để kiểm soát đối với tất cả những người ra vào địa bàn. Ngoài ra, đến nay, toàn tỉnh thành lập được 196 tổ kiểm soát tuyên truyền người dân thực hiện giãn cách xã hội, khai báo y tế và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch tại gia đình và khu dân cư. Hiện dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, đã có những ca lây nhiễm trong cộng đồng. Do vậy, mọi người dân tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, hạn chế tối đa việc đi lại. Chỉ ra đường khi thực sự cần thiết, thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh, cả cộng đồng chung sức đẩy lùi COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian dịch bệnh này, buộc phải cách ly toàn xã hội, toàn bộ mọi mặt kinh tế, đời sống đều bị ảnh hưởng. Với người bình thường đã khó, cuộc sống mưu sinh của những người yếu thế, khuyết tật lại càng khó khăn hơn trong thời gian này. Cả hai vợ chồng đều bị khuyết tật, làm nghề xoa bóp bấm huyệt. Trong những ngày dịch bệnh này, các cơ sở buộc phải đóng cửa. Chị Nguyễn Hương Giang không có thu nhập, không có tiền nuôi con nhỏ, phải về nhà mẹ đẻ để nương nhờ. Thời gian vào cách ly xã hội rồi là mọi người là cũng bắt đầu là e ngại đến cái việc có người lạ vào nhà, cũng không đi làm nữa, nên là bây giờ là hoàn toàn phải ở nhà. Nó rất là vất vả, nó rất là khó khăn. Không chỉ riêng chị Giang, rất nhiều người khiếm thị là lao động chính trong gia đình, nay không thể tự kiếm được tiền lo cho cuộc sống của chính họ và cả bố mẹ già, con nhỏ. Trong nhà là 6 người, 6 miếng ăn mà chỉ có trông chờ vào lương hưu của ba mẹ tôi, mà lương hưu của ông bà thì rất là ít vì là về hưu lâu rồi. Và sau đấy thì trông vào cái tiền lương của vợ tôi thì cũng không đáng là bao nhiêu, có hơn 3 triệu một tháng thôi. Thì thực sự là rất là khó khăn. Địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Nội có hơn 150 người tham gia vào hội người mù của quận. Đa số họ hành nghề xoa bóp bấm huyệt ở các cơ sở khắp thủ đô để mưu sinh. Trong những ngày này, các cơ sở buộc phải đóng cửa, không thể lao động. Họ đều mong muốn được nhà nước hỗ trợ,
để vơi bớt phần nào khó khăn. Về phía hội thì rất mong là Đảng và chính quyền hỗ trợ cho người khiếm thị, và song song với đó là những cái mặt hỗ trợ đó thì phải tức thời và đúng trong cái thời gian nhanh nhất trong thời gian dịch bệnh đang diễn biến như thế này. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết thông qua gói an sinh xã hội lên tới 62.000 tỷ đồng, hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch COVID-19. Điều này sẽ giúp những người yếu thế trong xã hội vượt qua khó khăn trong mùa dịch. Mới đây, cộng đồng người nước ngoài ở Hà Nội chụp ảnh với các thông điệp viết tay cảm ơn gửi đến những người đang ở tuyến đầu chống dịch COVID-19. Trên Hà Nội Massive Community, cộng đồng cho người nước ngoài và người Việt Nam giao lưu, một thành viên đăng tải bức ảnh 20 người nước ngoài cảm ơn Việt Nam bằng thông điệp viết tay. Việt Nam, chúng tôi yêu bạn. Người đăng tải viết, gửi đến tất cả các bác sĩ, y tá, quân nhân, cảnh sát và tình nguyện viên. Cảm ơn các bạn vì sự hy sinh to lớn để bảo vệ chúng tôi. Bức ảnh là tập hợp của 20 bức ảnh chụp những người đến từ Bồ Đào Nha, Mỹ, Israel, Anh, Ai Cập, Latvia, Ấn Độ, Nam Phi, Romania, Fiji và Đức. Họ là các giáo viên tiếng Anh, giáo viên dạy nhạc, giáo viên trung học, doanh nhân, quản lý bảo hiểm, đang sống và làm việc tại Hà Nội. Có nhiều ca khúc về dịch bệnh COVID-19 đã được khán giả yêu thích như Việt Nam ơi, Đánh bay COVID của nhạc sĩ Minh Beta hay vũ điệu Gen COVID do nghệ sĩ múa Quang Đăng thể hiện. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ phần biểu diễn cũng về dịch bệnh COVID-19 đang nhận được sự quan tâm của nhiều người. Cô hồn cô vít cô đơn, trong ba cô ấy sợ hơn cô nào. Đây là một vài câu sầm trong tác phẩm Sợ Cô Nào do nghệ sĩ ưu tú Đình Cương thể hiện. Chỉ sau 5 ngày ra mắt, ca khúc đạt hơn 15.000 lượt xem. Sinh ra và lớn lên tại Thái Thụy, Thái Bình, ngay từ nhỏ, nghệ sĩ ưu tú Đình Cương đã say mê các loại hình âm nhạc nghệ thuật dân tộc. Anh được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú năm 2015. Ngoài đam mê nhạc cụ dân tộc, anh còn được biết đến là người có giọng hát mượt mà với nhiều thể loại, hát sẩm, hát văn, chèo. Những tác phẩm ghi dấu ấn của nghệ sĩ ưu tú Đình Cương có thể kể đến Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa, hát văn, Sẩm thập ân, hát sẩm, Công cha nghĩa mẹ ơn thầy, chèo cổ. Là một người nhanh nhạy với xu hướng nghệ sĩ ưu tú, Đình Cương đã cho ra mắt ca khúc Sẩm Sợ Cô Nào dựa trên lời thơ anh sưu tập trên mạng xã hội. Trong lúc này thì có một anh bạn, cũng là người quê Thái Bình nhưng anh công tác trên Hà Nội thế này, gửi cho Cương một cái bài thơ này trên Zalo, bảo anh thấy bài này rất hay, vui nhưng mà rất ý nghĩa, em nghiên cứu có thể hát sẩm hát văn. Hay đấy Cương ạ. Thế là mình mới xem xong mình đọc, mình nói ui bài này hay quá, cho cái bài hát này nó mang tính chất tuyên truyền, nó hợp lý mà ca ngợi cái tình đoàn kết của người dân của Việt Nam chúng ta. Cái bài này sau khi anh bạn anh gửi về thì Đình Cương sau một buổi tối đấy là xem qua bài này và viết luôn cái buổi tối đấy luôn, và sáng hôm sau thì gặp 3-4 anh em lại bảo là anh có bài thơ rất hay, thì muốn là anh em mình đang nóng thời sự nóng hổi và tính chất là động viên và ca ngợi cũng như mọi người khác, người ta góp phần vào những bài của mình, chúng mình đưa một bài này lên để cộng đồng mạng có thể là cùng nghe bài này, cũng là mang tính chất tuyên truyền cũng rất ý nghĩa, thì đưa lên. Thế là mấy anh em tập trung vào thu bài này, thì vừa thu vừa thậm chí còn up cả video những cái tư liệu mà thời sự đấy COVID đấy, thì mình đưa lên. Chương trình xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Những hộ nghèo, cận nghèo đang là nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Cuộc sống mưu sinh của họ càng gặp khó khăn hơn khi những sản phẩm làm ra không có người tiêu thụ. Gạo đồng từng bữa, câu chuyện về những hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ảnh hưởng bởi COVID sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về nhóm đối tượng này cần được quan tâm, hỗ trợ như thế nào. Những chồng nón chất mỗi lúc một cao. Người làm nghề ai cũng nặng chịu âu lo khi sản phẩm làm ra không có thị trường tiêu thụ. Đây là khó khăn của nhiều hộ gia đình trên địa bàn xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Đặc biệt đối với hộ nghèo như gia đình bà Lê Thị Lựu thì nguồn thu nhập không biết trông cậy vào đâu. Mang làm được vài cái nón lại mang ra chợ bán để đóng gạo chứ chả làm gì. Nhưng mà thời điểm này thì sao? Thời điểm này thì làm vài cái nón thì không bán được, không thể nào bán được. Mình cứ mang đi mang về không bán được. 20.000 một chiếc nón nhưng bán không ai mua, gạo ăn đong từng bữa.
ốm đau, bệnh tật, con cái nheo nhóc. Nay dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, khiến 104 hộ nghèo trên địa bàn xã Phương Trung thêm chồng chất khó khăn. Hôm nay là được Mặt trận Tổ quốc từ huyện đến đến xã, rồi đến thôn là đã đến cho quà của gia đình là gạo, tiền rồi thì sữa cho các gia đình và cho các cháu, là tôi xin cảm ơn tất cả các bác. Gạo, mì tôm, sữa, những nhu yếu phẩm thiết yếu được Mặt trận Tổ quốc các cấp trực tiếp xuống hỗ trợ từng hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Sự chia sẻ kịp thời từ cộng đồng đang giúp người có hoàn cảnh khó khăn yên tâm chống chọi qua những ngày dịch bệnh. Đúng theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của thành phố, thì Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục chỉ đạo và tăng cường các hoạt động để hỗ trợ các đối tượng nghèo và khó khăn trong xã hội, để đảm bảo là không ai bị bỏ lại phía sau. Cả nước hiện có hơn 1,3 triệu hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 5,23% so với tổng số hộ dân cư toàn quốc, và hơn 1,23 triệu hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 4,95%. Trong giai đoạn này, việc trao nhu yếu phẩm thiết yếu, hỗ trợ giải quyết việc làm cho người nghèo, hộ khó khăn, người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh sẽ giúp họ có động lực hơn để vươn lên trong cuộc sống. Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc vừa có công văn yêu cầu các sở ngành chức năng và các doanh nghiệp cung cấp nước trên địa bàn giảm giá nước nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Theo thống kê, trên địa bàn toàn tỉnh có khoảng 60.000 khách hàng là các tổ chức cá nhân thuộc 9 huyện, thành phố sử dụng nước sạch do các đơn vị Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh Môi trường Nông thôn Vĩnh Phúc, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc, Công ty Cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc và các tổ chức khác cung cấp. Trước yêu cầu của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đơn vị cung cấp nước sạch đã đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm hỗ trợ khách hàng. Theo dự kiến, trong tháng 4, tháng 5, tháng 6, các đơn vị sẽ giảm 5% giá nước sinh hoạt cho các hộ dân, giảm 10% phí bảo vệ môi trường và miễn phí 100% nước sinh hoạt cho các hộ nghèo trên địa bàn. Với việc giảm giá nước sinh hoạt, Vĩnh Phúc là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước có những chính sách thiết thực hỗ trợ trực tiếp người dân và doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Để giúp cho những lao động ngoại tỉnh thiếu nhỡ việc làm hoặc phải ở lại Hải Phòng và người lao động phải ở trọ tạm thời trong 15 ngày giãn cách xã hội, nhiều chủ nhà trọ ở Hải Phòng đã giảm giá thuê phòng trung bình từ 20 đến 70% cho các trường hợp này. Có những chủ nhà trọ hỗ trợ 100% tiền nhà đối với các trường hợp thất nghiệp. Nhìn bên ngoài, khó ai biết, ký túc xá Sen là khu nhà trọ dành cho công nhân lao động. Ký túc xá có 70 phòng ở thoáng mát, sạch sẽ và có bảo vệ trông coi hàng ngày. Quý hơn cả, đây còn là nơi ở miễn phí của những người lao động đang thất nghiệp. Ký túc xá Sen cũng là nơi ở của những lao động tỉnh khác tạm trú tại Hải Phòng trong 15 ngày giãn cách xã hội. Toàn bộ chi phí ăn ở của người lao động do công ty kết hợp với chủ nhà trọ hỗ trợ. Huyện An Dương, Hải Phòng là nơi tập trung đông lao động làm việc cho các công ty thuộc khu công nghiệp Namuza và khu công nghiệp Tràng Duệ. Tổng số nhà trọ trên địa bàn là khoảng 580 khu với trên 4.500 phòng. Nhiều chủ nhà trọ khác ở huyện An Dương, Hải Phòng cũng cam kết hỗ trợ tiền thuê nhà nếu người lao động gặp khó khăn. Trong thời gian qua, Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện An Dương và các đơn vị liên quan tặng quà thiết thực như khẩu trang, xà phòng, dung dịch sát khuẩn cho 26 khu nhà trọ với gần 1.700 suất quà. Các ngành chức năng cũng vận động 6 chủ nhà trọ của 170 phòng trọ ở hai xã Tân Tiến, An Hưng, huyện An Dương giảm giá từ 20 đến 100% tiền thuê khoảng 350 người lao động. Hy vọng những hành động tốt đẹp tiếp tục được nhân lên tại các khu nhà trọ khác để người lao động giảm bớt khó khăn, áp lực và tin tưởng điều tốt đẹp vẫn luôn được sẻ chia. Thực hiện chỉ đạo về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh COVID-19, các trung tâm hành chính công cấp huyện trong tỉnh Quảng Ninh đã thay đổi tạm thời chế độ giao dịch hành chính, đồng thời khuyến nghị đến người dân tăng cường sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 để giao dịch thủ tục hành chính. Từ ngày 30 tháng 3, Trung tâm Hành chính công thành phố Hạ Long tạm dừng giao dịch trực tiếp đối với một số thủ tục chưa thực sự cần thiết. Các thủ tục cấp thẻ căn cước công dân, hộ khẩu, dịch vụ điện nước, thẻ bảo hiểm y tế được chuyển thực hiện tại công an thành phố hoặc bộ phận tiếp nhận trả kết quả cấp xã phường. Trong 2 ngày đầu thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19, công dân đến giao dịch trực tiếp tại trung tâm đã giảm. Để đảm bảo phòng chống dịch bệnh, trung tâm cũng chủ động kiểm soát tiếp không quá 10 lượt công dân trong cùng một thời điểm. Tôi thấy là cái phòng dịch rất là tốt, kiểm tra rất là nghiêm ngặt. Thì là hôm nay tôi đến tôi làm giao dịch đảm bảo đất, là cái việc nó rất là cần thiết cho tôi thì tôi mới đến. Và tôi cũng xin khuyến cáo mọi người là nếu như không có việc cần thiết đến chỗ đông người và
thì chúng ta lên ở nhà để cho đảm bảo cái việc phòng dịch cho cơ quan chính quyền. Hiện nay, cơ bản tất cả các thủ tục hành chính đã được thành phố Hạ Long cung ứng trên cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ dịchvucong.quangninh.gov.vn. Thành phố khuyến khích công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến qua cổng dịch vụ công này hoặc dịch vụ bưu chính công ích để nộp và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại nhà. Người dân nộp hồ sơ trực tuyến theo dịch vụ công hoặc là đường bưu điện thì vẫn được xây dựng quy trình giải quyết theo đúng tiến độ thời gian như người dân đến với trực tiếp. Ngoài ra đối với một số lĩnh vực thực sự là cần thiết khác thì các đơn vị cũng đã bố trí để giải quyết cho người dân rất là nhanh chóng thuận lợi. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã phường trên địa bàn thành phố cũng đồng loạt triển khai các biện pháp kiểm soát y tế, hạn chế tối đa việc tập trung đông người. Để tránh tập trung đông người, hạn chế rủi ro về dịch bệnh đối với các đối tượng người có công với cách mạng, Bưu điện Việt Nam đã xây dựng phương án tổ chức chi trả kỳ tháng 4 và tháng 5 năm 2020 gộp thành một lần. Cụ thể, đối với người hưởng trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tại hơn 20 tỉnh, thành phố đang thực hiện chi trả qua Bưu điện, Bưu điện Việt Nam sẽ trả tại địa chỉ người thụ hưởng. Lịch chi trả được xây dựng theo từng địa bàn, phường, xã trong khoảng từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 10 tháng 5. Tuy nhiên, nếu người hưởng muốn lĩnh tiền sớm hơn hoặc không có nhu cầu nhận tiền tại nhà hay nhân viên bưu điện đến nhà nhiều lần không phát được, người thụ hưởng chủ động lựa chọn thời gian phù hợp, mang sổ lĩnh tiền, giấy tờ tùy thân ra bưu điện để lĩnh tiền. Đối với người hưởng thuộc các khu vực bị cách ly, Bưu điện thực hiện chi trả cho người hưởng ngay sau khi thời gian cách ly kết thúc. Phong trào hiến đất làm đường thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Tuyên Quang đã lan tỏa ở hầu hết các địa phương trong tỉnh, góp phần không nhỏ giúp các xã hoàn thành tiêu chí về đường giao thông nông thôn trong xây dựng nông thôn mới. Đạt được những kết quả trên, ngoài sự đồng thuận chung tay của người dân, còn có sự đóng góp công sức của những đảng viên gương mẫu đi đầu trong thực hiện các phong trào tại cơ sở. Trước đây, con đường kết nối thôn 11, phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang với quốc lộ 2 chỉ rộng 3 mét. Việc đi lại giao thương hàng hóa gặp nhiều khó khăn. Năm 2015, thành phố Tuyên Quang đồng ý hỗ trợ cho người dân thôn 11 xây dựng đường liên thôn nối quốc lộ 2 với thôn 6. Lúc ấy, ông Nguyễn Tăng Đậu đang làm bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn. Ông cho rằng việc mở rộng đường là việc khó vì liên quan đến đất đai của người dân. Song nếu quyết tâm cao, có cách làm đúng, chắc chắn sẽ làm được. Để triển khai thực hiện, đảng viên Nguyễn Tăng Đậu đã tổ chức họp lấy ý kiến của người dân và tuyên truyền về những lợi ích thiết thực khi có đường giao thông thuận lợi. Bản thân ông Đậu và gia đình cũng đã hỗ trợ toàn bộ chi phí máy móc, một phần vật liệu để thi công con đường. Trong quá trình tổ chức thực hiện thì cái thuận lợi cơ bản là nhân dân nhận thức rõ cái vai trò vị trí của giao thông vận tải phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống sinh hoạt. Ở thôn 11 phường Đội Cấn, đảng viên Đào Xuân Bốn là người đi đầu trong thực hiện hiến đất để mở rộng tuyến đường. Ngày triển khai giải phóng mặt bằng, gia đình ông Bốn là hộ đầu tiên thực hiện hiến đất. Trong vòng nửa ngày, toàn bộ tường rào và cây trồng trên diện tích hơn 300 m² đất vườn của gia đình đã được dỡ bỏ để nhường đất làm đường. Thấy vậy, người dân thôn 11 cũng làm theo, giúp công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện đúng kế hoạch. Tôi cũng về vận động với vợ con cháu, là vì trước hết là phải nói cái lợi ích của cái việc như vậy là mở rộng được. Thì trước hết thì gia đình nhà mình được lợi. Từ sự gương mẫu đi đầu của những đảng viên trong chi bộ, đã xuất hiện thêm nhiều gia đình cá nhân sẵn sàng dỡ bỏ tường rào, chặt cây hiến đất mở rộng đường hoặc làm các công trình công cộng. Các gia đình không chỉ hiến đất mà còn tích cực đóng góp ngày công lao động để con đường được hoàn thành đúng kế hoạch. Xuất phát từ sự gương mẫu đi đầu của những đảng viên cùng sự đồng thuận chung tay của người dân, đến nay thì gần như toàn bộ các con đường trong thôn 11 phường Đội Cấn đã được bê tông hóa. Các công trình công cộng như là nhà văn hóa, nhà truyền thống của thôn đã được xây dựng khang trang. Chúng tôi cũng xác định là lấy nguồn nòng cốt là các đồng chí đảng viên trong toàn đảng bộ. Thì cái vai trò các đồng chí đảng viên trong cái xây dựng nông thôn mới là rất quan trọng. Con đường liên thôn nối quốc lộ 2 với thôn 6 đi qua thôn 14, phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang, được tỉnh Tuyên Quang chọn làm hình mẫu để các địa phương khác trong tỉnh tới tham quan, học tập, làm theo. Năm 2019, thôn 11, phường Đội Cấn được quân khu 2 và tỉnh Tuyên Quang lựa chọn là điểm đến học tập, trao đổi kinh nghiệm trong công tác dân vận khéo.
Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.